tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có thể đạt 6,5%. Giá máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đến các điểm du lịch nổi tiếng dịp nghỉ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang tăng giá nhanh. Chính phủ Venezuela phát hành tiền giấy mệnh giá lớn khi đang hứng chịu tình trạng lạm phát phi mã. Kính chào quý vị, vừa rồi là một số tin tức đáng lưu ý có trong bản tin tài chính thị trường hôm nay. Cảm ơn quý vị dành thời gian cho bản tin với những tin tức được cập nhật. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Theo báo cáo mới nhất của IMF, bất chấp đại dịch, nền kinh tế Việt Nam vẫn trụ vững với mức tăng trưởng 2,9% trong năm 2020, tốc độ tăng trưởng cao trên thế giới và dự kiến sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2021 nhờ thực hiện những bước đi quyết liệt trong các lĩnh vực kinh tế và y tế. IMF cho rằng các chính sách kinh tế vĩ mô cần được duy trì trong năm 2021 để bảo đảm phục hồi một cách bền vững và toàn diện. Các chính sách trong ngắn hạn cần tập trung vào việc duy trì việc làm trong khi thúc đẩy sự phân bổ lại các nguồn lực. IMF đồng thời khuyến nghị Việt Nam cần tiến hành cải cách quyết liệt hơn để tận dụng tối đa tiềm năng tăng trưởng to lớn, ưu tiên cải thiện môi trường kinh doanh và đảm bảo sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lượng ô tô nguyên chiếc được đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu trong tháng 2 đạt hơn 10.000 chiếc, 10.039 chiếc, tăng 20,3% so với tháng trước. Giá trị nhập khẩu đạt 209 triệu đô la Mỹ. Lượng ô tô nguyên chiếc được đăng ký làm thủ tục hải quan chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan với hơn 5.100 chiếc, tức là hơn một nửa. Tiếp theo là từ Indonesia và từ Trung Quốc. Tổng số xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm hơn 90% tổng lượng xe nhập khẩu vào Việt Nam trong tháng 2. Một tin vui cho ngành nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật vừa cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều lục ngạn của tỉnh Bắc Giang. Đây là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam được cấp bằng chỉ dẫn địa lý tại Nhật. Trước đó, vải thiều cũng đã bảo hộ thành công nhãn hiệu tại Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia và được ưu tiên tại nhiều nước trên thế giới. Việc Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật cấp bằng bảo hộ chỉ dẫn địa lý đối với vải thiều lục ngạn đã khẳng định chất lượng vải thiều lục ngạn đạt tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là thị trường khó tính như Nhật, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho vải thiều lục ngạn xuất khẩu sang Nhật và mở rộng tiêu thụ vào các thị trường khác. Năm 2021, vải thiều của toàn tỉnh Bắc Giang dự kiến đạt khoảng 28.000 ha, sản lượng dự kiến đạt 160.000 tấn. Trong đó, diện tích vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp của tỉnh dự kiến đạt trên 15.000 ha, Global Gáp diện tích 338 ha. So với giai đoạn thấp điểm, giá máy bay từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đi các điểm du lịch nổi tiếng dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 đang tăng giá nhanh. Đây chắc hẳn sẽ là một thông tin được nhiều người quan tâm. Cụ thể, chặng bay thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang trong giai đoạn trên đang có giá vé khứ hồi phổ biến ở mức 2 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng từ 2 triệu đến 3,2 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc từ 1,7 triệu đồng đến 3,5 triệu đồng. Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Lạt ở mức 1,7 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Từ đầu Hà Nội, giá vé đi Phú Quốc bay trong giai đoạn trên đã tăng giá mạnh so với dịp thấp điểm ở mức 3,9 triệu đồng đến 5 triệu. Chặng bay Hà Nội Đà Nẵng từ 2 triệu đồng đến 2,9 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, chi phí logistics là chuỗi cung ứng giá trị hàng hóa, trong đó chi phí vận tải chiếm 2/3 chi phí lưu thông phân phối. Thế nhưng, bất cập hiện nay là chi phí logistics ở Việt Nam cao hơn nhiều so với mặt bằng chung trên thế giới. Trong đó, riêng chi phí vận tải chiếm tới 59%. Chính vì vậy mà giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp Việt khó có thể cạnh tranh với các nước trong khu vực và trên thế giới. Vậy, nguyên nhân nào khiến chi phí logistics cao? Làm cách nào giảm chi phí logistics để tăng năng lực cạnh tranh hàng hóa cho các doanh nghiệp Việt? Trong bản tin hôm nay, chúng tôi sẽ đề cập xung quanh vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi. Để ký kết vận chuyển hàng hóa với nhiều tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, doanh nghiệp này phải chủ động tham gia nhiều chuỗi cung ứng logistics. Đường sắt là một trong những phương thức vận tải được doanh nghiệp này lựa chọn để vận chuyển hàng hóa vì có sức chở lớn và giá thành rẻ. Nhưng để lưu thông hàng hóa nhanh thì doanh nghiệp này phải đầu tư thêm các toa xe chở hàng, xây dựng kho bãi chuyên dụng để lưu trữ, bốc dỡ hàng hóa vì đường sắt có dịch vụ từ ga tới ga. Ưu điểm của đường sắt thì ổn định này, và cái thứ hai vận chuyển số lượng hàng lớn trong một thời điểm cũng như là cái mức độ an toàn
Tuy nhiên thì cái cơ sở hạ tầng ở hai đầu xếp dỡ thì các ga xếp dỡ và cũng có nhiều cái ga trung chuyển, thế cho nên là cái đấy cũng ảnh hưởng tới cái thời gian vận chuyển. Vốn chiếm nhiều ưu thế nhưng đường sắt lại bất lực, không thể khai thác được thế mạnh của mình vì đầu tư cho cơ sở hạ tầng còn hạn chế. Chính vì thế đường sắt không thể bao trọn gói dịch vụ vận chuyển hàng hóa từ nhà đến nhà mà phải qua nhiều khâu trung gian để họ đưa hàng từ nhà đến ga và ngược lại. Điểm nghẽn về vận tải hàng là điểm nghẽn tại các cái khu ga và cái kết nối với đường sắt, giữa đường sắt với các phương thức khác. Ngành đường sắt cũng rất là muốn có những cái quy hoạch, có những cái xây dựng đến tận cảng, đến các cái khu cảng ICD, đến tận cảng biển, rồi đến các cái khu công nghiệp, nhà máy để mà vận chuyển một cách hoàn hảo. Bất cập này cũng là thực trạng chung của các loại hình vận tải khác, đều hoạt động theo kiểu mạnh ai nấy làm mà không hình thành vận tải đa phương thức để giảm chi phí vận chuyển hàng hóa cho doanh nghiệp. Nhưng mà kết nối đa phương thức vận tải không có nghĩa rằng là cộng số học các cái loại phương thức vận tải này, nó cần phải được kết hợp với nhau theo một cách thức là thông minh, phải được kết hợp với cách thức để mà có thể là thúc đẩy các cái chuỗi cung ứng của Việt Nam, giúp cho các doanh nghiệp Việt Nam kết nối được với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và kết nối được với chuỗi cung ứng toàn cầu. Và để làm được việc này thì nó không chỉ là các doanh nghiệp mà đòi hỏi rất nhiều cái nỗ lực chỉ đạo từ phía chính phủ. Theo tính toán của các chuyên gia, chi phí vận tải tương đương 30-40% giá thành sản phẩm, trong khi tỷ lệ này chỉ khoảng 15% ở các quốc gia khác. Điều này làm giảm khả năng cạnh tranh hàng hóa của các doanh nghiệp. Phí logistics của ta nó ở mức cao và nó hạn chế nhiều đến cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Cơ sở hạ tầng không đồng bộ, rồi thì chính sách quy định nhiều bất hợp lý, rồi thì đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp của ta nó còn yếu. Rõ ràng để giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp, hạ được giá thành sản phẩm thì cần thiết phải giảm chi phí logistics. Chi phí logistics nước ta năm 2011 ước tính hơn 25 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, nếu chỉ giảm được 1% chi phí đó sẽ làm lợi cho doanh nghiệp, cho nền kinh tế một số tiền không nhỏ. Thưa quý vị, trong tuần này, chính phủ Venezuela đã triển khai kế hoạch phát hành các loại tiền giấy mệnh giá lớn hơn trong bối cảnh quốc gia Nam Mỹ này đang phải hứng chịu tình trạng lạm phát phi mã khiến đồng nội tệ mất giá trầm trọng. Từ ngày 15 tháng 3 vừa qua, Ngân hàng Trung ương Venezuela đã phát hành loại tiền giấy mệnh giá 200.000 đồng Bolivar với quy đổi theo tỷ giá hiện tại tương đương khoảng 0,1 đô la Mỹ. Tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trước đó của Venezuela chỉ là 50.000 Bolivar. Ngoài việc phát hành tiền mệnh giá 200.000 Bolivar, Ngân hàng Trung ương Venezuela cũng đang có kế hoạch phát hành thêm hai loại tiền giấy mệnh giá 500.000 và 1 triệu Bolivar nhằm đáp ứng các yêu cầu của nền kinh tế quốc gia. Những bước đi trên được đưa ra trong bối cảnh nền kinh tế Venezuela đã rơi vào tình trạng suy thoái nghiêm trọng trong những năm gần đây do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Trong tháng Giêng vừa qua, tỷ lệ lạm phát của quốc gia Nam Mỹ này ở mức hơn 2.600%. Trong bối cảnh các quốc gia đều tiến hành tiêm chủng COVID-19 trên diện rộng, hãng dược phẩm Pfizer đã lên kế hoạch biến vaccine ngừa COVID-19 trở thành trụ cột lâu dài trong mô hình kinh doanh của mình. Pfizer ước tính vaccine của hãng có thể tăng giá tới 900% sau khi chính phủ các nước không còn là đối tượng khách hàng chính của mặt hàng này. Việc định giá vaccine ngừa COVID-19 của công ty này hiện phụ thuộc chủ yếu vào nhu cầu của các chính phủ nhằm đảm bảo đủ liều lượng để tiêm chủng miễn phí cho toàn bộ người dân. Tuy nhiên, Pfizer nhận định khi thế giới chuyển từ trạng thái đại dịch sang trạng thái dịch diễn ra nhỏ lẻ ở quy mô cộng đồng, các điều kiện thị trường bình thường sẽ tái khởi động. Các yếu tố như mức độ hiệu quả, khả năng tăng cường, tiện ích lâm sàng của vaccine sẽ trở nên rất quan trọng. Với việc các nước có thể xem xét việc tiêm vaccine COVID-19 nhắc lại hàng năm, vaccine của Pfizer rất có thể sẽ được bán với giá gấp 9 lần hiện nay. Ô tô chạy điện là tương lai. Và BMW dự kiến 50% sản phẩm của hãng sẽ có mức thải phát bằng không vào năm 2030. Đây là mục tiêu đầy tham vọng được lãnh đạo tập đoàn ô tô Đức xác định mới đây trong cuộc cạnh tranh trên đường đua xanh với các hãng khác. Lãnh đạo BMW cho biết 90% các dòng xe của hãng sẽ có mẫu hoàn toàn chạy bằng điện vào những năm 2030.
chuyển sang dùng điện đang chứng minh đây là động lực tăng trưởng quan trọng. Chúng tôi có thể tăng doanh số xe chạy điện lên 193.000. Thêm vào đó, điều này sẽ góp một phần quan trọng cho mục tiêu về CO2 của châu Âu. Trước đó, Tổng Giám đốc BMW cho biết hãng sẽ đặt mục tiêu sản lượng xe chạy điện cao hơn tùy theo nhu cầu của thị trường. Cũng như nhiều hãng xe khác, BMW đang nỗ lực đáp ứng các quy định khí thải ngày càng nghiêm ngặt tại châu Âu, cũng như nhiều nơi khác trên thế giới. Hiện doanh số xe chạy điện và xe lai ở châu Âu đã tăng gần gấp 3 lên 1 triệu chiếc vào năm 2020 và chiếm hơn 10% tổng doanh số, đưa các mẫu xe không phát thải trở thành một dòng sản phẩm chính của các hãng xe. Bản tin tài chính và thị trường của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.